Tiến vào đây làm gì? Bởi vì họ dùng ngọc trinh. Là cái người ngọc trinh này quảng cáo rượu. Nè, ngó kia kìa. Ngó kia kìa. Lý Minh Minh quảng cáo rượu cho người ngọc trinh. Ngọc trinh là con mẹ gì? Xin lỗi anh, tôi nói như vậy. Ngọc trinh là cái gì? Việt Nam chỉ có ngọc trinh thôi à? Bởi vì một cái đám nhà báo tụi bay lợi dụng, hiểu chưa, để câu view. Tôi với Ngọc Trinh xong chưa? Bây giờ chuyện đã xong rồi, cứ cái gì cũng Kiều Hoàng người yêu cũ của Ngọc Trinh, cũng như cái tội ông nào đó, ông thằng Lân, nó phui ra cái vụ khanh xui trong họp báo cho tôi, nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì thứ ba trong lúc tôi có. Tôi biết vậy tôi mới bỏ, hiểu chưa? Tôi biết con người nó không tốt. Ví dụ như nó nói tôi, ô, em cần phải đi cái xe 20 tỷ thì thôi tôi biết rồi, hiểu chưa? Thành thử anh nói cho nghe, rồi bây giờ đừng có đá động tới Ngọc Trinh, Ngọc Tiết gì nữa, chỉ có ông Hoàng Kiều thôi.